Rapper Bình Gôn có tên thật là Vũ Xuân Bình, sinh ngày 26 tháng 1 1997 tại thành phố Hà Nội. Không chỉ là rapper trẻ đầy tài năng, anh còn là một thợ xăm có tiếng tại Hà Nội. Năm 2018, bài nhạc 102 Header của Bình Gôn cùng với Genki, Lin Sadi, Kyo được phát hành và đã bị cho là đạo nhái, sản phẩm của nhóm nhạc BI Hàn Quốc và đã nổ ra tranh cãi giữa cộng đồng fan K-pop Việt Nam lẫn fan quốc tế. Khi trận beef Bắc Nam 2018 nổ ra, anh đã tham chiến và có bài diss nhắm vào các rapper có tiếng của miền Nam Vixpo và Son Bass. Ngoài ra anh còn bài nhạc diss Rick Choi, BJ và được cộng đồng giới underground chú ý tới. Trong năm 2018, Bình Gôn còn được rapper đàn anh của mình là Lin Sadi phát hành MV ca khúc Bốc Bát Họ trên kênh YouTube của Lin Sadi. Bài nhạc được đón nhận và chia sẻ lan truyền chóng mặt, bài nhạc được remix lại rất nhiều. Từ đó mà Bình Gôn được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn, tài năng của anh được khán giả đón nhận. Tiếp nối bản hit Bốc Bát Họ, anh ra thêm bài Quan Hệ Rộng cũng được nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Với dòng nhạc thời thượng, chất chơi năm 2019 với sự đầu tư về mặt hình ảnh, cùng với đó những cô nàng nóng bỏng MV, lái máy bay đã rất thành công. Anh được ví mình như là rapper đình đám thế giới Lưu Pham. 68 mới đây, bộ đôi rapper Lin Sadi và Bình Gôn bất ngờ đánh úp người hâm mộ với sản phẩm âm nhạc mới. Ông bà già tao lo hết, chỉ cần nghe tựa đề ca khúc, cũng có thể đoán trước được rằng đây là một sản phẩm chất phát ngất đến từ bộ đôi rapper đình đám của làng nhạc Việt. Lin Sadi và Bình Gôn vốn được biết đến với giọng rap trầm, pha lẫn chút smoky vô cùng bắt tai. Thế nên khi cả hai kết hợp cùng nhau, điều đầu tiên khiến khán giả cảm thấy đã nhất chính là phần nghe. Những câu rap đầy ẩn ý được thể hiện trên nền nhạc sôi động, khiến cho khán giả khó lòng ngồi yên mà cứ phải lắc lư theo điệu nhạc. Tên bài nhạc cũng đã mang lại sự thành công, khi cũng trở thành trend và được viết lại trên mạng xã hội rất nhiều. Về phần MV cũng như lái máy bay, sản phẩm lần này vẫn xây dựng theo concept tăng trời đúng nghĩa. Xuyên suốt MV, khán giả sẽ được nhìn thấy những hình ảnh cực ngầu của hai nhân vật chính Lin Sadi và Bình Gôn, cùng với đó là sự xuất hiện của dàn người mẫu vô cùng nóng bỏng. Kết hợp với phần âm nhạc ấn tượng thì đây quả thật là một MV khiến người xem phải rung cảm về mặt thị giác. Mới ra mắt được một tháng, bài nhạc đã nhận về 10 triệu lượt nghe trên YouTube. Hiện tại, Bình Gôn đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả, kênh YouTube cá nhân cũng nhận được hơn 65.000 lượt đăng ký, một con số vô cùng ấn tượng. Được nhiều người quan tâm và yêu mến, Bình Gôn cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Anh luôn coi đó là động lực để bản thân cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa và cho ra đời nhiều MV độc đáo ấn tượng để phục vụ khán giả. Trên đây là tiểu sử về rapper Bình Gôn, cùng theo dõi và đón chờ những điều hay ho rap Việt trong tương lai.